Hello everyone, my name is Anna. Today I'm going to talk about my homework. It is a cat. Nó có phải con mèo không? It is a dog. Nó có phải con chó không? Yes, it is. Vâng, nó phải là con mèo. No, it isn't. Nó không phải là con mèo. It is big. Nó to. It's your cat. Đó là con mèo của bạn. It's small. Nó nhỏ. The cat in the It's the cat in the bedroom. Một con mèo ở trong phòng ngủ. Yes, it is. Vâng. Đúng vậy. No, it isn't. Không phải đâu. Goodbye everyone, thank you for your listening.